Cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tình lướt sóng thành cổ đông. Vâng, em chào anh chị, em là Đạt. Thì cũng rất là vui để gặp lại anh chị trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì nói chung phiên ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều cảm xúc. Và đầu phiên thì mình có làm một câu thơ chung vui vẻ cho anh chị có cái tâm trạng nó vui tươi, phấn khởi hơn thôi. Thì đôi lúc thì mình đầu tư chứng khoán mình phải có những cái tâm lý lạc quan. Thì mình đầu tư thì mình mới chiến thắng trên thị trường được. Còn nếu mà mình không có được những cái tâm lý lạc quan thì cũng rất là khó. Khi mà chỉ cần những nhà đầu tư khác mà họ nhiều khi họ thiếu kinh nghiệm, họ họ cứ hô sập mãi thì tất nhiên thì thị trường thì nó cũng sẽ có lúc thì cũng sẽ điều chỉnh, đúng chưa? Và quan trọng là mình á, là đang ôm cổ phiếu nào, và mình đang có nghĩa là nói chung là nói nôm na là hiểu là mình đang trồng cái gì và ăn ăn cái trái gì thì nó sẽ tốt hơn là việc mà chúng ta đang lo sợ về thị trường có những cú watch out. Nếu mà trường hợp mà watch out thì chắc chắn nó sẽ không chỉ là ở những cái phiên hôm nay mà có thể là nó sẽ có nó đã từ trước rồi. Và ở đây thì chúng ta cũng đã thấy được những cái kịch bản của VN-Index mà mình đã đưa ra cho anh chị. Khi mà anh chị thấy thì khi mà nó ở đây thì nó là một cái giai đoạn mà VN-Index chúng ta đang ở một cái mức sóng ngâm. Thì nói chung thì ngay cả cái video ngày hôm qua mình làm thì mình vẫn nói là VN-Index vẫn chưa tốt và vẫn chưa xấu, đúng không? Đó thì ngày hôm nay thị trường thì nó vận động trong cái phiên mà phiên bán mạnh, là có thể anh chị có thể thấy là nó vận động theo cái phiên bán mạnh vào lúc bao nhiêu ạ? Nó phiên bán mạnh vào lúc ATC. Nói chung này giống như là một cái nhịp mà bán trộm anh chị. Bán trộm nó đẩy cái tâm lý của nhà đầu tư vào những cái trạng thái bi quan tột độ, dẫn đến là mình nhiều khi mình hoảng loạn mình phải bán sàn. Mà nói chung thị trường thì nó cũng sẽ có tăng có giảm, mà việc mà bán sàn ngay tại những thời điểm này thì nó sẽ không nên, và chúng ta chỉ chờ khi mà nếu trường hợp muốn bán thì chúng ta phải chờ những phiên nó hồi lên thì chúng ta mới bán. Ngay cả anh chị có thấy từ thời điểm mà tháng 1 ở đây mình sẽ zoom bự lên để cho anh chị thấy ở tại ngay tại cái thời điểm ở đây, ở ngay tại cái thời điểm tháng 1, đúng chưa? Ngay tại cái thời điểm mà tháng 1 thì thị trường nó cũng có những cái cú mà bán mạnh, nhưng mà nó vẫn có được những cái cú hồi, đúng chưa? Nó vẫn có cú hồi để cho chúng ta thoát hàng. Thì cho nên việc chúng ta cũng không phải là chúng ta quá quá lo sợ, quá lo sợ anh chị ha. Và ngay cả thị trường này cũng tương tự, ngay cả thời điểm mà trước đó cũng tương tự vậy, nó cũng có những cú bán mạnh, đúng không? Nhưng mà nó cũng có những cái phiên nó hồi lên để cho chúng ta thoát hàng đó. Cho nên là không có việc gì mà chúng ta phải lo sợ khi mà thị trường nó đang gặp những cái tín hiệu không được đẹp như như ngày hôm nay. Và khi mà anh chị lưu ý là khi mà VN-Index chúng ta tăng, đúng chưa? Khi mà VN-Index chúng ta tăng, thứ nhất là nó có một cái nhịp tăng, nó có một cái nhịp tăng lên ở 36% là ở cái sóng 1 đó. Ở cái đến nó nhịp 2 là nó cũng tăng bao nhiêu phần trăm? Nhịp 2 nó tăng lên là 50% đó. Và nhịp 3 nó tăng lên bao nhiêu phần trăm? Nhịp 3 này là nó tăng lên ở vùng này là 42%. Thì khi mà nó tăng như vậy thì việc nó điều chỉnh là quá bình thường anh chị. Thì ở đây chúng ta có thể xem xét là một cái nhịp điều chỉnh nó là bao nhiêu phần trăm. Nhịp điều chỉnh này của nó là 12% anh chị ha. Và một cái nhịp điều chỉnh kế đến của nó là khoảng là 17%. Thì đối với mình á, là hiện tại là cái đỉnh này thì nó điều chỉnh về vùng này thì có thể nó sẽ về cái vùng hỗ trợ của mình. Thì mình đang thấy là có thể là về vùng 10%. 10% này nó về vùng 1280. Mà anh chị có thể thấy ở một cái xu hướng tuần của VN-Index thì chúng ta cũng thấy là cái vùng mà 1280 cũng là cái vùng hỗ trợ của cái đường MA50, đúng chưa? Thì nếu trong mà anh chị cứ lạc quan đi, nếu mà trường hợp ngày mai mà nó có một phiên sàn nữa thì nó cũng về vùng này thôi. Và đó chính là những cái cơ hội mà chúng ta bắt hàng lại. Chứ chúng ta nếu mà trường hợp anh chị bán ngày hôm nay thì chúng ta cũng không còn nhiều cái gì, không cũng không không cần phải quá lo sợ là thị trường không thể nào mà nó sàn mất thanh khoản 3 phiên được đó anh chị. Khi mà cái hệ thống mới nó vào thì chắc chắn đây có thể là nhiều khi nó là còn là một cái việc mà nó rủ hàng, với cái việc mà nó rủ hàng để cho nó gom lại ở những vùng giá thấp và nó đi tiếp cho một cái con sóng mới. Thì anh chị có thể thấy là sau mỗi một cái đợt mà rủ hàng thì nó đều kéo rất là mạnh 30-40% ngay tại những cái vùng này. Thì việc của chúng ta ngay tại thời điểm bây giờ thì anh chị có thể thấy là khi mà thị trường tăng thì chắc nhiên nó sẽ có điều chỉnh và mình sẽ như nào, và chúng ta sẽ vẫn còn những cái nhịp hỗ trợ. Thì nói chung á là về cái vùng mà nếu mà trường hợp ngày mai mà thủng ra khỏi cái vùng 1330 đó, một đây cũng là một cái vùng hỗ trợ. VN-Index của chúng ta sẽ có một nhịp hỗ trợ quanh vùng 1330 đó. Thì khi mà nó chạm về vùng này nó hồi lên thì sẽ rất là tích cực. Còn nếu mà trường hợp mà nó xấu nhất thì nó sẽ quay về cái vùng bao nhiêu ạ? Vùng 1280. Đây chính là những cái vùng mà nó có được những cái nền, nó đã xây những cái nền ở vùng này đó, và nó có đường hỗ trợ quanh vùng bao nhiêu là MA200.
Đó, cái đến nữa thì nếu mà trường hợp mà ngày mai mà tiếp tục là một phiên bán mạnh xuống thì anh chị có thể thấy là RSI á, là nó đã về dưới 30 rồi. Có nghĩa là nó sẽ có được những cái nhịp về đây vùng này thì chắc chắn cho dù mà thị trường có xấu đi đến nào chăng nữa thì nó sẽ có những nhịp nó hồi lên, thì khi mà hồi lên thì chắc chắn mình bắt ở những vùng này thì cái tay cộng của mình thì mình vẫn có lãi anh chị. Nói chung không xấu, và cái đó chính là những cái cơ hội mà để cho chúng ta tham gia ngay tại cái thời điểm này, nếu trường hợp mình đang còn nắm giữ rất là nhiều gì ạ, mình đang nắm giữ nhiều cái cổ phiếu, nhiều tiền mặt hơn là mình nắm giữ nhiều cổ phiếu, đúng chưa? Còn nếu mà trường hợp mà mình đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta cứ nằm im chờ nó hồi lên, thì chúng ta sẽ canh, chúng ta sẽ thoát bớt thôi. Không việc gì mà chúng ta phải đi ngày mai mà mở cửa, mà chúng ta không việc gì chúng ta phải hoảng sợ chúng ta bán sàn. Mà nhiều khi á, là nhiều khi ngày mai nó xanh luôn từ đầu phiên anh chị ha, ngày mai nó xanh luôn từ đầu phiên đó. Thì mình đang thấy là nếu trường hợp như vậy thì chúng ta cũng cũng gì là có thể là nhiều khi là nó sẽ xanh luôn từ đầu phiên, thì chúng ta chỉ cần là chúng ta cơ cấu lại cái danh mục thôi, chúng ta sẽ chọn đi những cái cổ phiếu tốt thì chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ, và những cổ phiếu nào nó hơi kém thì chúng ta sẽ bán, và chúng ta sẽ cơ cấu lại danh mục. Có thể là chúng ta sẽ chọn được những cái cổ phiếu tốt đó thì chúng ta cái cơ hội mà để cho chúng ta nó, nếu trường hợp anh chị đu đỉnh thì tất nhiên là nó sẽ có được những cơ hội để chúng ta về bờ sớm hơn nếu chúng ta chọn được những cái phiếu tốt. Ngay cả việc hôm nay nếu trường hợp VN-Index sàn từ đầu phiên anh chị ha, VN-Index sàn từ đầu phiên thì sẽ có lực mua rất là mạnh, tại vì đơn giản là anh chị có thể thấy là nhà đầu tư nội địa, nhà đầu tư nội là mở tài khoản là kỷ lục là 620.000, 62.000 tài khoản chứng khoán sau 6 tháng, lớn hơn cả cái phần mà năm 2020 và 2019 cộng lại. Thì điều này nó rất là gì ạ? Điều này chứng tỏ là nó rất là thị trường chứng khoán cũng vẫn còn rất là nhiều cơ hội đó, và mình cứ xác định đây chính là những vùng nhịp chỉnh thôi, chứ thị trường vẫn mình đã đánh giá là thị trường vẫn chưa có phải là rơi vào cái vùng đỉnh của cái vùng đỉnh của VN-Index đâu. Có nghĩa là vùng đỉnh là vùng đỉnh dài hạn anh chị ha. Còn đối với mình thì nó sẽ có, khi mà nó đã tăng lên từ điểm này, anh chị có thể thấy nó tăng lên từ thời điểm nào, nó đã tăng lên là gần 42% rồi, thì việc nó về nó điều chỉnh là quá bình thường anh chị ha. Nếu mà trường hợp an toàn thì ngày mai mình có thể là mình tham gia 50% đó, mình tham gia 50% quanh cái vùng mà hỗ trợ là 1.300 đó. Nếu mà sợ là ngày mai nó không về 1.300 đó anh chị đó, cho nên là nhiều khi là trong phiên thì mình phải canh, mà ngay cả trong cái room mà CVIP ngày hôm nay của mình cũng dự đoán là VN-Index chúng ta là sau 2 giờ á là thị trường đỏ, là chúng ta sẽ không mua, mà mình đang thấy là VN có thể là bị bán xuống, nhưng mà mình cũng không đánh giá mạnh bằng cái việc mà nó bán tháo như vậy. Nói chung thì phiên bán tháo như vậy thì là một cái phiên mà gọi là một cái phiên không thể nào mà mình dám khẳng định luôn, không thể nào 100% là không một nhà đầu tư nào đoán được ngay tại vùng này đó. Thì ngay cả khi mà cái lệnh vào ATC á thì cái lực bán rất là mạnh, dẫn đến là nhiều anh chị hoảng loạn và đem hàng ra bán, thì như vậy thì nó không nên nha. Ok, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua đầu tiên là dòng ngân hàng. Thì Vietcombank ngày hôm nay á thì anh chị có thể thấy là nó vẫn là một cái xu thế tăng rất là đẹp anh chị. Vietcombank vẫn là một cái xu thế tăng rất đẹp, khi mà giá thì nó vẫn đóng quanh gì ạ, giá thì nó vẫn đóng quanh những cái đường xu hướng đang đóng ở cạnh trên của đường xu hướng, và một cái mô hình cốc tay cầm như đây thì nó vẫn chưa, nếu trường hợp mà cái điểm mua mình trước đó mình khuyến nghị anh chị từ cái vùng bao nhiêu, từ cái vùng mà 108 thì chắc chắn ở giai đoạn này thì mình vẫn chưa có lỗ, đúng chưa? Và ngay cả khi mà thị trường nó đã rơi vào vùng 117 thì mình có thể mình nói là nếu mà trường hợp anh chị ôm dài thì phải chấp nhận chờ nó quay về nó test vùng này thôi. Thì đó chính là cái kịch bản mà mình đưa ra. Còn khi mà anh chị không chốt được ở vùng 120 thì như vậy anh chị ha. Cho nên là đối với Vietcombank thì nếu trường hợp ngày mai nó nhúng về 108, đúng chưa? 108 chính là những cái điểm mua đẹp của chúng ta nếu mà trường hợp anh chị thích về cái cổ phiếu này. Nhưng mà đối với mình thì mình không đánh giá cổ phiếu này nó sẽ hồi phục nhanh, cho nên là mình sẽ không mua cổ phiếu này đâu đó. Cho nên là mình sẽ không khuyến nghị anh chị nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu này, nhưng mà mình thấy là cái điểm mua thì nó sẽ có. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi qua cổ phiếu là BIDV. BIDV thì anh chị có thể thấy một cái nến bán xuống rất là khủng khiếp ngay tại vùng này đó. Thì con này nếu mà trường hợp ngày mai thì nếu mà trường hợp anh chị, mình hướng dẫn anh chị một cái cách mà anh chị xử lý tài khoản của mình cho được nó tốt hơn. Nếu mà trường hợp mà ngày mai mà anh chị có cái anh chị có cái gì ạ, anh chị đang nắm giữ cái cổ phiếu này thì chúng ta sẽ xem xét, chúng ta quanh, chúng ta bắt bắt lại chúng ta sẽ quanh chúng ta bắt lại khi mà giá cổ phiếu này nó giảm 4% trong cái khung giờ mà từ là 9 giờ cho đến 10 giờ 30. Nếu mà trong khung giờ nó giảm 3-4% thì chúng ta cứ bắt đó, sau khi mà nó chờ nó hồi lên thì chúng ta sẽ lấy đi cái số hàng mà chúng ta đã có, chúng ta bán
chúng ta bán, có thể nó hồi lên tham chiếu gì đó thì chúng ta bán, chúng ta sẽ có được cái mức lãi là 3%. Thì như vậy là chúng ta vừa bắt đáy được ở vùng này mà chúng ta vừa chốt được cái số hàng kia với mức lãi 3%, thì như vậy là cái bình quân giá vốn của chúng ta sẽ thấp hơn nữa. Thì đó đúng là một cái cách để cho chúng ta có nhiều cơ hội có lãi trong cái thị trường khi mà nó đang bị bán xuống như vậy. Thì tất nhiên khi mà mình bán xong thì cái số lượng hàng bắt của mình á, thì nó phải T cộng 3 nó mới về, thì nó cũng sẽ có được những cái rủi ro. Nếu trường hợp VN chỉnh tiếp thì chúng ta sẽ bị lỗ cái hàng mà T cộng 3 này. Nhưng mà đối với mình thì mình sẽ mình nên là nếu trường hợp anh chị mà đã thành thục về cái cách đánh như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục là chúng ta đánh thôi. Còn việc anh chị nếu mà trường hợp anh chị thích theo cái trường phái an toàn thì ở vùng này thì chúng ta cứ cứ mua bình quân giá xong rồi chúng ta chờ nó hồi lên là chúng ta sẽ thoát đi cái bình quân là được. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cái cổ phiếu CTG. Cổ phiếu CTG thì trước đó thì mình không khuyến nghị anh chị mua rồi đó, và hôm nay nó bị bán sàn thì nói chung thì những cái cổ phiếu này nó không có đủ cái lực đỡ cho nhà đầu tư. Nhưng mà nếu trường hợp mà con này mà ngày mai mà về vùng 45 thì có thể là mình sẽ gom được. Nhưng mà ngày mai thì là cái ngày mà giao dịch không hưởng quyền thì rất có thể là cái cổ phiếu này là đang ở cái vùng là 48.5. 48.5 thì chúng ta chia cho là 1.29 thì nó sẽ chia về, nó sẽ về vùng 37.6, thì có thể là về vùng này á, thì có như nào 37.6 thì nó sẽ rất là rẻ anh chị ha, nó sẽ rất là rẻ. Thì chứ nếu mà trường hợp mà ngày mai cứ tiếp tục bán xuống thì cứ 3-4% thì chúng ta tham gia được. Khi mà anh chị phải lưu ý cái khung giờ là từ 9 giờ đến 10 giờ 30 nha, phải bắt trong khung giờ đó, chứ chiều mà nó sang tiếp thì ngày mốt chúng ta bắt chứ đâu có việc gì mà chúng ta cứ 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 mua sớm, đúng chưa? Còn nếu mà trường hợp nghe nó xanh á, thì chúng ta phải coi lại trong cái danh mục của chúng ta là có bao nhiêu mã. Ví dụ chúng ta có 10 mã thì chúng ta thấy à cái mã B, mã C, mã D, mã 1 2 3 4 á, là nó không chạy. Ok, thị trường đang xanh chúng ta canh, chúng ta bán luôn. Thì xong là chúng ta sẽ cơ cấu qua những cái mã còn lại để cho gì ạ? Để cho là cái tài khoản của chúng ta nó gộp lại ít mã mà chúng ta quản trị rủi ro nó dễ, và chúng ta sẽ có được cái gì ạ? Khi mà cổ phiếu nó chạy thì chúng ta sẽ có được những cái mức mức lãi nó tốt. Và nếu mà trường hợp anh chị á là không biết được những cái cổ phiếu nào mà nó chạy không chạy thì có thể mình cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình, thì mình sẽ hỗ trợ anh chị, hoặc là vào cái room Zalo free của mình. Thì nếu trường hợp anh chị có cái nick Zalo của mình thì có thể kết bạn để chúng ta cùng trao đổi nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta đi tiếp về cổ phiếu Techcombank. Cổ phiếu Techcombank đúng là xuống nhỏ luôn anh chị, quá nhỏ. Khi mà ngày hôm qua nó tạo ra một cái nến và nó đóng trần luôn anh chị, nói chung 6% thì cũng chung là trần rồi đó. Với von nó nổ rất là thuyết phục rồi, đúng chưa? Nhưng mà lại tiếp tục là bị bán xuống. Con này thì mình vẫn lạc quan và mình vẫn vẫn khuyến nghị anh chị vẫn giữ lên cái vùng mà target là cái vùng mà 60 65 là quá quá được anh chị ha. Nếu mà trường hợp ngày mai mà bị bán xuống vùng mà 50.5 đây, những vùng mà bán xuống đầu phiên mà muốn dùng nói chung 3-4% là chúng ta cứ canh, chúng ta bắt cổ phiếu này thì chúng ta không lo sợ khi mà nó đã có một cái nến red out ở vùng này rồi, có thể là ngày mai khi nó lại xanh luôn đó. Cho nên là chúng ta phải không việc gì nó phải lo lắng quá về cổ phiếu này. Nó có được khi mà nó đi ở cái vùng này anh chị ha, nó đi ở cái vùng này đây, nó đi ở cái vùng này và nó tích lũy ở một cái nền đây, và ở đây nó cũng tích lũy thêm một cái nền đây nữa, thì nó sẽ không phải là một cái cổ phiếu có cái lực bán tháo mạnh đâu đó. Và nó sẽ còn nhiều cơ hội để tham gia khi mà RSI nó đang ở vùng mua, giá thì vẫn đang nằm trên các đường xu hướng, đâu có xấu đâu, đúng chưa? Giá không nằm trên, giá thì vẫn chưa nằm chưa gãy các đường xu hướng, và RSI thì đang ở vùng mua, MACD thì đang dương. Cho nên là việc gì chúng ta phải bán ra cổ phiếu này, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn vài phiên là nhiều khi là nó trần lại thôi, đúng chưa? Đó, còn nếu mà trường hợp mà thị trường mà đi tiếp tục mà xấu tiếp nữa thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ canh chúng ta thể canh là chúng ta sẽ có được những cái nhịp hỗ trợ quanh cái vùng mà 45 và một cái nhịp hỗ trợ quanh nữa là vùng 48. Thì nói chung thì mình không đánh giá hai cái cổ phiếu này nó sẽ về vùng này. Nếu mà trường hợp maximum luôn thì nó có thể về vùng 50, 50, 51 là nó sẽ bật lên thôi. Ok, cái đến nữa thì chúng ta phải lưu ý là đối với cái cổ phiếu này, nếu mà trường hợp anh chị nào đã mua CE cổ phiếu này vùng này thì nói chung thì cũng hơi dở. Nói chung mua CE thì cũng hơi dở, đúng chưa? Và cái vùng mà mình khuyến nghị từ 53X thì chắc chắn thì hàng thì đã về, ngày mai là hàng về rồi. Nếu mà trường hợp mà nó bị bán xuống quanh cái vùng mà 49, 50, sorry anh chị, nó bán xuống vùng mà 50, 51, 50.5, 51 thì những vùng này chúng ta canh, chúng ta bắt tiếp đó. Khi mà nó hồi lên thì chúng ta lấy cái số hàng của chúng ta đã về á, chúng ta bán và chúng ta chốt lại đi anh chị. Nói chung 3%, 4% là có thể bắt được đối với là Techcombank. Cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về, nhưng mà cái này á là mình lưu ý là anh chị phải
Lưu ý là mình chỉ khuyến nghị cho những anh chị nào đang tài khoản không có full margin nha. Nếu mà trường hợp anh chị nào tài khoản full margin á, thì mình hạn chế tham gia vào những cái đoạn này, thì có thể là chúng ta sẽ giảm tỷ trọng bớt là như vậy. Khi mà thị trường nó xanh lên thì chúng ta sẽ giảm tỷ trọng, còn nếu trường hợp mà nó sàn luôn thì chúng ta cũng đừng bán, thì chắc chắn nó sẽ còn như nhịp nó hồi lên đó. Nói chung thì khi mà thị trường nó bị bán xuống vào cái phiên ATC thì đây là một cái điều mà rất là nhiều nhà đầu tư họ rất gì ạ, rất là nhiều nhà đầu tư họ không có đủ bản lĩnh và họ không có đủ kinh nghiệm, họ đem họ sàn họ cũng bán theo ATC luôn, thì như vậy thì nó sẽ không 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 hấp dẫn, gọi là nó sẽ còn gọi là mình bán như vậy thì chẳng khác nào là mình thôi, mình để chờ nó hồi lên mình bán sẽ tốt hơn, chứ mình bán sàn như vậy thì chắc chắn là mình không thể nào mình lãi trên thị trường này được rồi. Và cái cách mà chúng ta sàn như vậy thì nó sàn 2 phiên thì chính là cái điểm mua đẹp rồi, chứ chúng ta hiện tại là sàn như vậy thì ngày mai mà bán nữa nhiều khi là chúng ta lại bán ngay đấy. Cái đến VPBank mình đang thấy rất là đẹp anh chị, con này thì nó không xấu anh chị, nó vẫn còn một cái gap ở quanh cái vùng mà 70.35, thì nếu trường hợp mà hoặc là cái vùng mà hỗ trợ của nó là quanh vùng mà 20 là vùng 69 thì có thể nó sẽ về hai cái vùng này và nó sẽ bật lên thôi. MACD thì anh chị thấy là đã dương đã đi đang ở vùng mua rồi, không xấu anh chị ha. Thì những vùng này thì vol bắt đầu thì nó cũng không còn nhiều đó, thì nó sẽ có được những nhịp hỗ trợ quanh vùng 65 66, cho nên là đối với mình đó là thị trường cổ phiếu này thì mình vẫn đánh giá là vẫn còn trend tăng nha. Có hàng thì vẫn tiếp tục nắm giữ được, hoặc chúng ta sẽ canh chúng ta mua thêm khi mà nó có cái lực mà bị bán mạnh xuống, thì nói chung nó sẽ có những cái vùng hỗ trợ quanh vùng 65 65 và kế đến nữa là một cái vùng hỗ trợ quanh vùng 69 đó. Thì những cái vùng này á, chính là những cái điểm mua rất là đẹp cho chúng ta đối với cổ phiếu này. Và kế đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu là HD Bank. HD Bank thì con này thì nó breakout nhưng mà cuối cùng nó lại bị bán đâu, cũng bán ATC luôn chị. Đa số là các cổ phiếu ngân hàng á, ngày hôm nay bị bán sàn ATC. Với cái von thì mình không đánh giá là HD Bank là xấu đâu, khi mà anh chị thấy là cái von của nó đã chạm ngay cái vùng mà MA20 là vùng mà 35 đó, thì có thể là nói là ngày mai là những cổ phiếu này nó rất là khó để nó sàn đó. Thì những cái cổ phiếu mà sàn thì anh chị có thể đi vào trong cái bảng điện, chúng ta có thể lọc những cổ phiếu giống như VN30 ha. Đây, những cổ phiếu VN30 thì chúng ta vẫn xem được, đây vẫn có được những cái lực hấp thụ đây, những cái nói chung thì cái SSI và Techcombank thì cái lực mua sàn thì hơi yếu, nhưng mà những cổ phiếu khác thì có lực mua mạnh đó, cho nên là chúng ta cũng không việc gì mà chúng ta phải quá lo sợ khi mà thị trường này đó. Thì nếu mà trường hợp mà mình lo sợ quá thì khi mà thị trường nó hồi lên thì chúng ta chốt bớt thôi, chứ hiện tại là mình đang thấy là chỉ là những cái phiên rủ hàng để cho nó chạy tiếp thôi, chứ là nó không phải là những cái nhịp mà bán tháo. Nếu mà trường hợp bán tháo là phải nó phải giao dịch trong phiên và nó bán trong phiên anh chị ha, thì mới gọi là bán tháo. Còn cái này là ATC, nó là một cái này là không một nhà đầu tư nào ngờ được. Mà cho dù nếu mà trường hợp mà những cổ phiếu này bán sàn thì chắc chắn dòng tiền bên ngoài nó cũng sẽ rất là chục trực để nó mua vào anh chị ha. TP Bank cũng tương tự, sau khi ngày hôm qua ra cái tin tăng và vượt nền, hôm nay là tiếp tục là bán sàn xuống, thì những cái cổ phiếu này á, là cái thanh khoản của nó không được nhiều, cho nên là việc bán sàn là quá bình thường anh chị. Ok, cái đến nữa thì những con này thì chúng ta cứ canh, chúng ta bắt ở bên dưới này là đúng chưa, vùng 34.5 này, đây chính là những cái cơ hội chúng ta bắt. Đa số những cổ phiếu này đều có những cái cơ hội để chúng ta bắt được anh chị ha. OCB thì như thế nào, OCB cũng tương tự anh chị ha. OCB nó sẽ có một cái nhịp hỗ trợ quanh cái vùng mà 28.3. Nói chung thì cổ phiếu này nếu trường hợp ngày mai về vùng này thì đây chính là cái vùng bắt quá đẹp đối với cái cổ phiếu OCB này nhá. Nói chung là cứ giảm 3% 4% là chúng ta cứ bắt được. Thị trường có thể là chúng ta dù cho ngày mốt nó sàn đi chăng nữa thì ngày hôm sau nó cũng phải trần lên, hoặc là nó phải 2 phiên kế đến nó cũng phải có những cái nhịp nó hồi lên để cho chúng ta thoát hàng. Thì chúng ta một á, là chúng ta sẽ một là chúng ta sẽ bắt được ngay đấy, còn hai nữa là chúng ta chỉ lỗ khoảng chừng 3% 5% thôi. Thì những cái game như vậy thì chúng ta sao sao mà chúng ta không chơi, chúng ta bắt đáy thì là lên ở cái vùng mà chúng ta lên ở vùng bao nhiêu ạ, lên vùng mà lên những vùng mà 36 thì chúng ta cũng lãi được 20-30% rồi đó. Thì nó OCB nó còn rất là nhiều tin tốt đúng chưa. ABB thì cũng tương tự anh chị, nhưng mà ABB hôm nay mình đang thấy là cái cũng có lực hồi phục anh chị ha. Khi mà con này thì do là nó ở sàn Upcom, sàn Hà Nội, cho nên là đa số những cổ phiếu mà sàn Hà Nội thì nó có lực hồi phục hết. Tại vì sao ạ? Tại vì á là nó cái hệ thống của nó rất là trơn tru anh chị ha. Cái hệ thống của nó rất là trơn tru, cho nên không việc gì mình chúng ta phải phải nghĩ nó là không xấu anh chị. Còn hệ thống của sàn OC thì nhiều khi nó mới vận hành cho nên là nó cũng trơn tru luôn anh chị. Nhưng mà như nào ạ? Là nó làm cho nhà đầu tư á, ở bên sàn OC thì nó rất là đông.
nhiều hơn sàn Hà Nội, cho nên là nhiều khi á, là cái tâm lý của nhà đầu tư cũng bị hoảng loạn đó. Thì ngày hôm nay thì cái cổ phiếu ABB này nó quay về, nó chạm cái vùng mà 22.8 của nó thì nó bật lên thôi. Ở đó thì đối với mình, nếu trường hợp mà con này ngày mai tiếp tục xấu nữa thì nó về vùng 21 thì nó cũng hồi lên thôi, mà không xấu đâu anh chị ha. Và cái đến nữa chúng đi qua BVB, BVB ngày hôm nay cũng có, nó đa số úp cơm là có sàn rút chân hết anh chị. SHB thì như nào? SHB thì ngày hôm nay không giảm mạnh anh chị, họ tín hiệu quá tích cực. MACD đang ở vùng mua, RSI thì như nào? RSI thì cũng đang ở vùng mua thôi. Và hồi ngày hôm nay ATC là bị đạp mạnh anh chị, đạp mạnh về sàn luôn, sau đó thì nó lại kéo lên vùng 30. Đó thì nói chung thì cái lực hồi phục của cổ phiếu này vẫn có anh chị ha. Và trong những cái phiên trước đó thì nó vẫn có những cái phiên mua ATC, cho nên đây nếu trường hợp mà ngày con này, mà nếu hôm nay mà VN á thì giảm bao nhiêu điểm ạ? Hôm nay thì chúng ta có thể thấy là VN giảm 56 điểm, quá khủng khiếp anh chị. Và VN á là giảm là gần 4% đó, nhưng mà cổ phiếu này nó không giảm nhiều, thì đây chính là những cổ phiếu rất là tích cực đó. Đây là những cổ phiếu rất là tích cực, và nếu trường hợp mà ngày mai mình cái con này mà nó xanh thì phải nói là những vùng này thì đây chính là những vùng đáy tiếp tục của cổ phiếu SHB này nha. VIB thì như thế nào? VIB thì ngày hôm nay á, thì vẫn rất là tích cực anh chị nhé, vẫn là gì ạ? Vẫn là kéo kéo rất là mạnh lên vùng 51, 52, nhưng mà ATC á, thì nó lại không có lực bán tháo, và cái cổ phiếu này đóng ở vùng giá xanh như vậy thì vẫn rất tích cực, có thể ngày mai nó sẽ tiếp tục là những cái phiên nó hồi lên là quá bình thường anh chị ha. STB thì như thế nào? STB thì anh chị có thể thấy ngày hôm nay STB cho một cái điểm mua quá đẹp, khi mà ngày mai nó, nếu trường hợp mà trong phiên mà nó chạm về vùng 28.5 nha, trong phiên mà nó chạm về vùng 28.5 thì chúng ta sẽ canh xem xét chúng ta bắt được nha. LBB thì tương tự anh chị ha. LBB thì đối với mình thì mình sẽ coi về cái xu hướng tuần của LBB. LBB có cái xu hướng tuần thì nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ quanh vùng 24, nhưng mà mình không đánh giá là LBB nó sẽ về vùng đó đâu anh chị, khi mà anh chị có thể thấy là nó có một cái nhịp hỗ trợ quanh vùng bao nhiêu à, 26.8, 26.8. Và nếu mà trường hợp thì cái vùng này mà thủng thì nó mới, với cái vol to thì nó mới xấu nha. Đối với mình thì còn nhiều cái cổ phiếu khác như thế nào, nó có dòng tiền vào, cho nên là đối với mình thì mình vùng này thì cái con này thì nó đang xấu như vậy thì cái chạc của nó thì không được đẹp lắm, cho nên là chúng ta khi dù nó kéo lên đây thì nó cũng sẽ bị bán lên vùng này, cho nên là chúng ta sẽ xem xét ở những cái cổ phiếu ngân hàng mà trước đó mình đã tư vấn trong video để chúng ta gom trước, còn khi mà con này nó điều chỉnh tích lũy xong mà chúng ta tham gia sau vẫn được nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu EIB. EIB ngày hôm nay thì nó lại bán về ngay chỗ cái vùng mà vùng 30.5, thì nói chung thì con này xu hướng vẫn còn tăng anh chị ha. Chạc thì đang, giá thì vẫn đang nằm trên cái đường xu hướng rồi, không xấu, có hàng thì vẫn tiếp tục mình nắm giữ thôi, đâu có việc gì mà chúng ta phải bán ra ngay tại điểm này. Bán thì chúng ta phải canh những lúc xanh chúng ta bán, chứ hiện tại đỏ thì chúng ta cũng rất là khó là bán. SHB thì ngày hôm nay cũng không giảm mạnh, ngay cả SHB ngày hôm nay lại rút chân luôn anh chị. Con này về vùng 40.2 nó rút chân như vậy rất là ngon anh chị ha. Con này thì rút chân vùng này rất ngon, nhưng mà con này thì không được nhiều nhà đầu tư chuộng đâu, cho nên nó cũng rất là khó để cho chúng ta có thể là chúng ta tham gia. Thì đa số thì mình vẫn khuyến nghị anh chị là nên đầu tư vào những cổ phiếu khác thì nó sẽ tốt hơn. Ngay cả MBB, ngay cả ngày hôm nay thì nó về bán sàn anh chị, con này bán xuống rất là mạnh, nó không còn lực đỡ. Nhưng mà nếu trường hợp mà ngày mai mà MBB mà có sàn thì chính là cái cơ hội chúng ta để chúng ta tham gia, hoặc nếu trường hợp mà xấu thì nó về vùng 38 là cơ hội để chúng ta tham gia mạnh vào những cái cổ phiếu này nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp một số cổ phiếu dòng chứng khoán. Ngày hôm nay dòng chứng khoán thì mình đã có, trước đó thì mình có view là không còn điểm mua và chắc chắn nó sẽ có những nhịp điều chỉnh. Và khi mà nếu trường hợp mà ngày mai cái cổ phiếu mà SSI này nó về vùng 48 đúng chưa? 48, 49 chính là cái cơ hội để chúng ta bắt hàng ngay tại vùng này. Nếu trường hợp anh chị sợ thì chúng ta có thể bắt bằng 30, 50% thôi. Là như vậy, chứ hiện tại chúng ta cũng không nên bắt nhiều anh chị ha. Khi mà chúng ta lưu ý, anh chị lưu ý là mình chỉ khuyến nghị cho những anh chị nào đang cầm tiền thôi nha, còn những anh chị nào đã full margin thì chúng ta phải nằm im, và chúng ta như đã nói từ trước rồi thì chúng ta phải có được cái cơ cấu danh mục. Nếu trường hợp mà chúng ta đang nắm 5-7 mã mà biết cáp thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ cơ cấu lại danh mục của chúng ta. Ok, cái đến nữa thì HCM thì cũng tương tự anh chị á. HCM thì chỉ cần ngày mai một phiên mà giảm mạnh nữa thì chính là cái cơ hội chúng ta tham gia vào. SHS cũng tương tự anh chị, đa số đều có điểm bắt. SHS ngày mai về vùng 38 là cơ hội chúng ta bắt mạnh đấy. Con này thì không có gì mà chúng ta phải sợ hết trơn đúng chưa? Cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cái, tại cái SHS là cái vùng 38 là cái vùng hỗ trợ của nó nha anh chị. Rất là đẹp anh chị. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu VCI.
PCA thì hôm nay vẫn sàn anh chị, con này có một cái nhịp hỗ trợ quanh cái vùng mà 51 này, đây chính là những cái điểm mua nè, thì 51.5 đây chính là những cái điểm mua rất là đẹp của VCI anh chị ha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về một số cổ phiếu chứng khoán. Cái đến là FTX. FTX thì chúng ta cứ canh bắt quanh 136 nha. Thì cái đến chúng ta phải lưu ý là cái thời gian bắt mà em dặn em báo anh chị á, là trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 hoặc là 11 giờ thôi đó, chứ đừng có bắt phiên chiều. Nếu trường hợp phiên chiều mà nó bán xuống tiếp tục á thì chúng ta phải bắt vào cái phiên ATO vào ngày hôm sau nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về một số cổ phiếu dòng chứng khoán là VND thì như thế nào. VND thì đây, con này thì nó cũng sẽ có một cái nhịp hỗ trợ anh chị ha. Con này thì mình đánh giá là nó sẽ có một nhịp hỗ trợ bên 139 thôi, chứ nó không xấu đâu. Ok, và cái đến nữa thì chúng ta chuyển qua dòng dầu khí. Ngày hôm nay thì BT anh chị ha, BT sau khi chạm đỉnh bán xuống việc rất bình thường anh chị. Cơ hội cho chúng ta, những anh chị nào đã canh chúng ta học theo phân tích kỹ thuật của mình thì chốt cái vùng này thì chúng ta có thể canh xem xét chúng ta mua lại ở những cái vùng mà 21x này, là nó chính là những cơ hội để cho chúng ta tham gia. Có thể là 20.85 đây chính là những cái vùng mà chúng ta có thể tham gia được, hoặc nếu mà xấu nhất thì nó về vùng 20.1, đây là những cái vùng mà chúng ta có thể bắt được đối với cổ phiếu BT này. Còn những cái cổ phiếu dầu khí khác á, thì với đoạn này á, thì mình không khuyến nghị anh chị. Tại vì sao? Tại vì á, là nó còn gì vậy? Hôm nay giống như là cái cổ phiếu BR này nó về cái vùng bao nhiêu là 18.6, nó có dấu hiệu nó bật lên nè đó, nhưng mà không mạnh anh chị nhé. Von thì bắt đầu là có rồi, nhưng mà mình đang thấy là không mạnh, cho nên là một đoạn này thì anh chị cứ lưu ý là nên chọn cái dòng cổ phiếu là VN30 thì nó sẽ tốt hơn ngay tại thời điểm này nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về một số cổ phiếu ngành thép. Cổ phiếu ngành thép thì chúng ta có thể thấy là dòng dầu khí thì mình sẽ không review tiếp tục đó, cho nên là nếu trường hợp anh chị nào cần hỏi về những cổ phiếu dầu khí thì có thể inbox qua Zalo mình để mình tư vấn tiếp tục cho anh chị nha. Ok, và chúng ta sẽ đi qua cổ phiếu thép. Thì hôm nay là mình vẫn vào hàng cái cổ phiếu Hòa Phát. Anh chị mình đánh giá là cổ phiếu Hòa Phát này đang rất là tốt đẹp, và mình không đánh giá là Hòa Phát này nó xấu đâu. Đồ Hòa Phát có một cái nhịp hỗ trợ quanh vùng 45-46 anh chị ha, nó sẽ có một cái nhịp hỗ trợ quanh cái vùng 45-46 này, nhưng mà cái vùng hỗ trợ này nó không mạnh đó. Đối với mình thì mình không đánh giá là cái vùng hỗ trợ này nó mạnh, nhưng mà đây chính là cái vùng, những cái vùng này thì chính là những cái vùng mà chúng ta bắt đầu là chúng ta có thể mua được đối với cổ phiếu Hòa Phát. Và ngay cả xu hướng tuần của Hòa Phát thì anh chị có thể thấy là nó về ở cái vùng bao nhiêu ạ? Về ở cái vùng mà 44.5. 44.5 là có một cái lực hỗ trợ cực mạnh của xu hướng tuần. Anh chị lưu ý là khi mà thị trường có những nhịp bán tháo vào thời điểm trước, nó cũng quay về cái gì ạ? Nó cũng quay về cái xu hướng tuần, nhưng mà nó không quay về chạm cái xu hướng tuần, và nó chỉ quay về gần chạm là nó bật lên thôi. Cho đó đó là cái vùng bắt của mình, là mình đang thấy là có thể là anh chị có thể bắt được ở quanh cái vùng mà 45-46 là đây những cái vùng bắt của Hòa Phát nha. Cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi qua Hoa Sen. Hoa Sen thì ngày hôm nay cũng bị bán xuống đúng không chị? Nhưng mà cái điểm mua của chúng ta thì anh chị có thể thấy là nó, những cổ phiếu này đang rất là tốt đẹp anh chị, nó không có việc gì mà chúng ta phải bán vội, bán lia hết được không? Nói chung thì bán thì chúng ta chỉ bán, nếu trường hợp anh bán 50% vùng này thì chúng ta về vùng 36-37 thì trên đây chính là những cái vùng chúng ta có thể bắt lại đối với những cổ phiếu này. Ngay cả cái vùng 35-36 này là chính là những vùng hỗ trợ tiếp tục của cái cổ phiếu Hoa Sen này. Không xấu anh chị, con này thì mình đánh giá là quánh theo phân tích kỹ thuật thì nó sẽ không đúng, mà chúng ta quánh theo là gì ạ? Là chúng ta là quánh theo là phân tích báo cáo tài chính nha anh chị. Ok, cái đến nữa thì dòng thép thì chúng ta cũng để ý là cái cổ phiếu SMC này. Cổ phiếu SMC này thì nói chung nó đi trong cái biên này thôi, không xấu nha. SMC thì vẫn đi trong cái biên này thôi, không xấu. Nam Kim thì nói chung cũng có lực bán xuống. Đây, những cổ phiếu này chỉ cần nó chạm về những vùng trên này là chắc chắn là nó sẽ hồi mạnh thôi. Vùng 30 thì nó cũng sẽ có những cái vùng nó hồi lên thôi. Nếu trường hợp mình đã kẹp hàng đây thì mình kiên nhẫn thôi, vì không việc gì chúng ta phải bán ra nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp một số cổ phiếu dòng khu công nghiệp KBC. Ngày hôm nay nói chung thị trường ngày hôm nay đa số phần là bị bán xuống rất mạnh. Anh chị có thể thấy là 56 mã sàn và 350 mã gì ạ? 350 mã đỏ anh chị, đỏ mà 5%, 6%, và chỉ có 59 mã xanh, trong đó có 3 mã tím nha. Cho nên là thị trường đang bị bán rất là mạnh, và anh chị có thể thấy là VN Index chúng ta có những cái nhịp mà bán tháo vào lúc bao nhiêu ạ? Vào lúc là 2 giờ là bắt đầu là có những nhịp bán tháo rồi. 2:10 là đã có những nhịp bán tháo rồi, và cái dòng tiền ngày hôm nay bán là gần 25-26 ngàn tỷ, bán chủ động anh chị ha, và chỉ mua là khoảng có 1 ngàn tỷ thôi, cho nên là như là thị trường bán mà không có một lực đỡ chủ động luôn.
đó, cho nên là nó cũng cũng rất là xấu đó. Nếu mà trường hợp mà mình trong phiên mà nó bán như vậy thì tất nhiên rất là xấu, nhưng mà nó làm một cái cú mà cuối phiên như vậy thì có thể là trong ngày mai nó sẽ có những nhịp hồi, thì đối với mình thì vẫn lạc quan là nó sẽ có những nhịp hồi mà để cho nhà đầu tư chúng ta có thể là chúng ta chán nản thì chúng ta thoát hàng thôi. Như vậy còn đối với mình thì mình không thấy xấu. KBC thì vẫn còn một vùng hỗ trợ quanh vùng 32.5 33 nha. Đây là những vùng hỗ trợ của KBC. Nói chung thị trường mà anh chị lưu ý là thị trường thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Đa phần những cổ phiếu trụ nó còn bị bán mạnh thì những cổ phiếu mid cap này nó cũng sẽ bị bán mạnh là việc bình rất là bình thường, không việc gì mà chúng ta phải phải lo lắng quá. Khi mà nếu trường hợp mình không margin thì chúng ta cứ kệ, thị trường chắc chắn nó sẽ còn những nhịp nó hồi lên để cho chúng ta thoát hàng, hoặc thậm chí là khi mà nó hồi lên nó còn tăng rất là mạnh đó. Mỗi lần mà anh chị đi, mỗi lần mà bán tháo á, là cổ phiếu chúng ta đều tăng rất là mạnh nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về một số cổ phiếu. Cái đến thì chúng ta sẽ đi tiếp một cái số cổ phiếu về thủy sản đi. Đấy, ANV thì hôm nay cũng bị bán xuống nhưng mà cái không không bán xa, nhưng mà mình đang thấy là ANV thì chúng ta vẫn cứ ôm xe ôm dài được anh chị ha. Nên thị trường này thì chúng ta cũng rất là khó. KBC hôm nay là nó về vùng hỗ trợ vùng 40 luôn đúng không chị? Ngày hôm qua cái video mình có nói là sẽ điều chỉnh về vùng 40 đây, trong video ngày hôm qua thì mình có nói, nhưng mà ở vùng này thì chúng ta sẽ dành tiền để chúng ta bắt dòng VN30 thì nó sẽ tốt hơn, là tại vì khi mà thị trường hồi lên thì chắc chắn dòng VN30 nó sẽ hồi. Và cái đến nữa thì chúng ta sẽ thấy một số cổ phiếu dòng cảng biển anh chị. HH hôm nay không giảm mạnh, thị trường bán tháo nhưng mà nó không giảm mạnh anh chị, và tiếp tục là một xu hướng tăng, nó vẫn còn những vùng hỗ trợ bên vùng 31. Những cổ phiếu này nó chưa gãy trend anh chị ha. GMD thì bán xuống rất là quyết liệt rồi, con này thì đa số những cổ phiếu đa phần bị bán sàn là từ vào cái phiên ATC bị bán sàn anh chị ha. Và con này thì hôm qua thì mình phân tích lại bắt đầu là phân kỳ rồi đó, cho nên là chưa có dấu hiệu để chúng ta tham gia được. Chúng ta đi qua dòng cao su đi, DRC thì ngày hôm nay cũng bị bán xuống rất là quyết liệt rồi. Và những cổ phiếu này thì chúng ta rất khó để chúng ta đầu tư. RVR thì ngay về vùng 33.8 luôn đó, thì ngay cả cái vùng 31 thì cũng là một cái vùng hỗ trợ của RVR nhé. Và cái đến nữa thì chúng ta đi tiếp về cổ phiếu SIB. SIB thì ngày hôm nay thì lại không giảm mạnh anh chị. Những cổ phiếu này thì nó không còn gì ạ, nó không còn vol nhiều cho nên nó không bị bán tháo là điều quá đương nhiên. Ok, thì cái đến nữa thì chúng ta cũng mình đang thấy nếu trường hợp mà VN hồi lên á thì anh chị nên tham gia vào những cái cổ phiếu dòng VN30. Dòng VN30 thì nó vẫn còn nhiều câu chuyện về gì ạ? Là thứ nhất là sắp tới thì nó sẽ review lại dòng VN30, và tháng 7 này cũng là một số cổ phiếu nó sẽ có được những cái quỹ nó review, cho nên là mình đang thấy là thị trường không xấu. Và ngày hôm nay Novaland tăng rất là đẹp anh chị. Hôm nay là mặc dù là RSI của Novaland đã phân kỳ nhưng mà nó lại có một cái nhịp hỗ trợ, và ngay cả anh chị thôi bán tháo vào cái phiên ATC nhưng mà nó lại 22:20 nhưng mà ATC nó lại kéo lên. Nói chung thì cổ phiếu này thì đánh rất là đẹp anh chị, đánh rất là hài lòng nhà đầu tư, cho nên là việc không việc gì mà chúng ta phải bán đi đúng chưa? Trend thì vẫn còn, ngay cả việc Z hôm nay thì vẫn là một cái nến là đảo chiều rồi. Con này thì cũng chưa xấu, hôm nay ATC nó kéo lên rồi. Những cổ phiếu này mặc dù không được đông đảo nhà đầu tư chuộng nhưng mà anh chị có thể thấy là MACD của nó là nếu theo phân tích kỹ thuật á, thì nó có điểm mua anh chị. Là như thế nào ạ? Gọi là MACD nó bắt đầu là dương nè, là RSI nó đang vùng mua và giá thì đang nằm trên các đường xu hướng đó, và nó có quanh những cái vùng hỗ trợ của nó là quanh vùng bao nhiêu ạ? 116. Nhưng mà đối với mình xu thế hiện nay là mình không đầu tư vào cái cổ phiếu viễn sách, tại vì cái ngành hàng không nó vẫn chưa có một cái dấu hiệu là như nào, nó vẫn chưa có một cái dấu hiệu là hồi phục được khi mà thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang có những ca bệnh dịch nó đang tăng rất là mạnh anh chị ha. Ok, cái đó nữa thì chúng ta đi B&G bán lẻ. Ngày hôm nay thì B&G và VRE thì cũng có được những cái tín hiệu xoay quay anh chị. B&G sẽ quay và VRE cũng sẽ quay, nhưng mình sẽ không bắt những cổ phiếu này. Đây, những cổ phiếu này thì mặc dù hôm nay thì ATC bị bán xuống rất là mạnh nhưng mà nó lại không xấu anh chị ha. Nó đóng một cái nến thì cũng ngang cái vùng hỗ trợ. Nói chung là cổ phiếu còn còn đang ngang vùng hỗ trợ, nhưng mà giá thì nào? Giá thì đang nằm trên các đường nằm dưới cái đường xu hướng, cho nên sẽ rất là khó để những cổ phiếu này hồi phục. Và hôm nay thì anh chị có thấy là dòng bất động sản là phát đạt thì vẫn rất là hiên ngang anh chị. Những cổ phiếu này thì nói chung là nó mặc kệ VN anh chị ha. Rất là hiên ngang, nó đi quanh quẩn vùng này thôi. Vẫn là một cái nến là tích lũy quanh vùng này. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu ở Vietcombank thì chúng ta đã nói rồi đúng không anh chị? Khang Điền thì vẫn không giảm mạnh anh chị ha. Còn đa số những dòng bất động sản thì ngày hôm nay sẽ không giảm mạnh. Đó. Thì sẵn cái review Khang Điền thì mình review Nam Long cho anh chị luôn. Nam Long cũng rất là tích cực, đa số dòng dòng bất động sản vẫn có những cái nhịp hồi anh chị ha. Đất xanh thì như thế nào?
ở đất xanh thì hôm nay bị bán sàn, con này hơi yếu ớt anh chị. Mở sàn là nó đã mở phiên ATO là nó đã bán sàn rồi, nói chung những cổ phiếu này nó không còn lực vào anh chị ha. Và nhà đầu tư cũng đang rất là muốn tẩy chay những cái cổ phiếu này. Ok, cái đến nữa thì chúng ta đi vào cổ phiếu BO. BO thì là một cái cổ phiếu mà ngày hôm nay cũng không giảm mạnh, khi mà anh chị có thể thấy là nó đi, nó vẫn còn những cái nhịp hỗ trợ quanh vùng 11 đúng chưa? Nói chung thì những con này thì chúng ta chưa tham gia được anh chị ha. Massage thì nó vẫn 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 không giảm mạnh anh chị, nó vẫn đang nằm trên các đường xu hướng giá, thì vẫn đang nằm trên các đường xu hướng rồi. Rồi cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu VP Bank. VP Bank thì anh chị có thể thấy là mình đã nói với anh chị đúng chưa, những con này không xấu và chúng ta có thể là chúng ta sẽ bắt những nhịp bình quân quanh vùng bao nhiêu ạ, quanh vùng mà 69 nè, những vùng 69 chính là những vùng bắt bình quân của cổ phiếu VP Bank nếu trường hợp mình mua ở những vùng này, và chúng ta sẽ nắm giữ lên vùng target vẫn là 80 đó. Thì như vậy đường đi nó sẽ còn những gập ghềnh, cho nên là việc đó là rất là bình thường anh chị. Vinamilk thì hôm nay như thế nào? Vinamilk ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu mua vào. Vinamilk ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu mua vào. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đưa vào cổ phiếu VIC. VIC ngày nay cũng hay không giảm mạnh nhưng mà cái được nó gãy luôn mà 200 anh chị. Con này nó gãy luôn mà 200, thì khi mà nó gãy mà 200 thì chắc chắn ngày mai là mình vẫn kỳ vọng nó hồi lên ở vùng này thì nó sẽ rất là đẹp, hơn là việc mà nó tiếp tục bị bán xuống vùng 106 thì rất là xấu xí nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta chưa có điểm mua được anh chị. Tại vì sao mình bữa trước thì mình có nói là VIC có thể mua quanh 113 nhưng mà nay là mình nói là không mua được, tại vì á mình vẫn khuyến nghị anh chị nên nên có được những cái cơ hội khi mà chúng ta đầu tư vào vào những cổ phiếu VN30 mà dòng ngân hàng, dòng thép thì nó sẽ hồi phục nhanh hơn những cái dòng này nhá. Những dòng VIN thì nó hồi phục rất là chậm anh chị ha. TSE thì không gì phải 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 nói nữa đúng không? Tiếp tục là một cái phiên là bán mạnh xuống rồi. Những cổ phiếu này VN tăng thì không tăng, một phiên này giảm thì nó lại càng giảm hơn nữa. RI thì vẫn còn một cái nhịp mua quanh vùng 50 ha. RI vẫn còn một nhịp mua bình quân quanh vùng 50 nha. Và BVH thì như thế nào? BVH thì ngày hôm nay thì nó sẽ còn một cái nhịp mua. Nếu trường hợp anh chị nào thích thì có thể quanh cái vùng mà bao nhiêu ạ? Vẫn còn một cái nhịp nhúng xuống nếu trường hợp mà nó nhúng về vùng 53. 53 chính là cái vùng mà chúng ta có thể bắt được. Đó, 53, 52 cho chính là những vùng bắt của BVH. BVH không xấu anh chị, nhưng mà cái gì con này nó sẽ không có lực đỡ khi mà nó đã rời khỏi VN30 rồi, cho nên là nhiều khi nó cũng không có lực đỡ nhiều, cho nên là chúng ta cũng hạn chế tham gia vào nha. DLX thì vẫn mặc dù ra tính lãi khủng nhưng việc bán xuống thì nó cứ bán thôi đúng không anh chị. Con này thì nói chung thì bán xuống là bán, không 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 có liên quan gì đến việc lãi không là không lãi hết trơn. Đó, thì nói chung những cổ phiếu này thì mình rất là hạn chế mình tham gia, tại vì thị trường tăng nó không tăng, thị trường giảm nó cũng không giảm. Ngay cả giá dầu hôm nay, giá dầu anh chị thấy là giá nó tăng vượt đỉnh luôn, vượt vùng lịch sử luôn, nhưng mà giá này lại không tăng là như vậy anh chị. BID này em nói rồi đúng chưa, thì cái đến nữa là FPT. FPT thì ở đây thì anh chị có thể thấy là FPT thì nói chung thì nó đã có dấu hiệu là phân kỳ từ khi mà ngày hôm qua mình nói, và ngày hôm nay thì nó là một cái nến quấn bán xuống rất là mạnh đó, thì hôm nay thì bán sàn luôn anh chị. Những cổ phiếu này thì nói chung thì xu hướng thì vẫn còn anh chị, xu hướng thì vẫn đang nằm trên cái đường xu hướng vẫn không xấu. Việc của chúng ta ngay tại thời điểm bây giờ là chúng ta chỉ cần chọn được những cổ phiếu tốt, khi mà thị trường hồi phục thì những cổ phiếu đó nó sẽ chạy rất là mạnh, thì những cổ phiếu nào thì mình sẽ tích lũy, mình sẽ gom lại và mình nói trong cái video ngày hôm nay nha. Cái đến sau khi mình phân tích trong cái dòng VN30 này thì cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp một số cổ phiếu hơi xấu xí ngày hôm nay. Đầu tiên là Hòa Phát anh chị ha. Hòa Phát thì chúng ta sẽ chú ý là vẫn còn một cái điểm mua quanh vùng mà 45 46 nha. Nói chung 45 46 nếu trường hợp mà ngày mai, nếu mà trường hợp mà ngày mai nó về cái vùng này thì chính là cái cơ hội để chúng ta tham gia mạnh vào cái cổ phiếu này. Nếu trường hợp mà hôm nay mình đã mua vùng này thì ngày mai mình mua bình quân lại quanh vùng bao nhiêu ạ? Và vùng 45 46 đây như là những vùng mà chúng ta có thể bắt lại bình quân lại nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ, nói chung lưu ý nha, chúng ta chỉ bắt cho những anh chị nào tài khoản mình chưa full margin thôi nha. Còn nếu trường hợp mình full margin rồi, mình khi mình còn đi vay mượn để mình giao dịch thêm thì mình chỉ cần mình lướt T0 thôi, chứ hạn mình cũng hạn chế là mình mua mình ôm mình nắm giữ nha. Tại vì full margin mà mình cũng chưa biết là thị trường nó sẽ hồi phục bao nhiêu và nó giảm bao nhiêu, nhưng mà nói chung thì mình đang thấy là đây một cái vùng đỡ của Hòa Phát từ thời điểm trước đúng chưa, một cái vùng đỡ của Hòa Phát từ thời điểm trước rồi, là đã bao nhiêu đến đây á, là đã 28 phiên rồi, nó đã đi tích lũy quanh vùng này 28 phiên rồi. Và nếu mà trường hợp mà nó về vùng này nữa là bao nhiêu phiên, nếu mà trường hợp nó về cái vùng này nữa chúng ta đo ha, ta đo ở vùng này là 41 phiên, là gần 2 tháng anh chị, là đây là cái vùng mà hỗ trợ 2 tháng của nó đúng không.
đây thì có thể nói là vùng mạng 50 50 của nó, một vùng mà trung bình của nó, vùng mà đây thì nói chung là ở cái vùng bao nhiêu là 45 46 là những vùng này thôi. Chúng ta hiện tại chúng ta rất là khó để nó về vùng 33 đâu, thì con này nếu rất là khó để vùng 33 khi mà nó đã có ba cây nến đỏ rồi, thì có thể là ngày mai là một cái phiên bán xuống nữa, thì có thể là ngày mốt nó sẽ có những nhịp hồi. Con này thì mình đang thấy là PE của nó hôm nay về 8, anh chị rất là nói chung rất là rẻ anh chị ha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu là SBT, thì con này thì không còn lực hồi anh chị ha. Hôm nay bắt đầu là gãy trend rồi, con này bắt đầu là có xu hướng gãy trend rồi. Cho nên nếu trường hợp mà mình có hàng nắm giữ cổ phiếu này thì có thể mình cơ cấu nha, tiếp tục mình cơ cấu đi đi chứ mình đừng có nắm giữ tiếp cái cổ phiếu này. Con này thì nó sẽ có một hỗ trợ bên vùng 19 đúng chưa, hôm nay vừa hỗ trợ bên vùng 19 nhưng mà có thể là nhiều khi ngày mai nó sẽ kéo lên thì chúng ta có thể canh chúng ta thoát hàng được. Và cái đến nữa là cái cổ phiếu gas anh chị, gas thì mình đang thấy là vẫn còn cái target lên vùng 105 106 rất là đẹp, nhưng mà hôm nay thì nó lại là chạm đỉnh rồi, nó lại chạm đỉnh và nó không quay về thuyết phục. Cho nên là đối với cổ phiếu này thì chỉ chờ hồi lên để chúng ta canh chúng ta thoát bớt và chúng ta cơ cấu qua dòng VN30, một số cổ phiếu ngân hàng, của một số cổ phiếu thép thì nó sẽ tốt hơn nha anh chị. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu Thế Giới Động. Thế Giới Động thì vẫn còn nhiều kịch bản lắm anh chị, con này thì mình vẫn không đánh giá nó xấu đâu. Nếu trường hợp mà ngày mai mà nó giảm 3-4% cơ hội chúng ta mua vào nha. Thế Giới Động thì chúng ta cũng được, nói chung không xấu đâu anh chị. Dịch bệnh này là cái bách hóa xanh của nó là bán rất là mạnh anh chị ha, bán nhu cầu bán thực phẩm trong thành phố rất là mạnh, cho nên rất là nhiều cơ hội để chúng ta tham gia vào cái cổ phiếu Thế Giới Động này. Là không xấu, hôm nay thì nó về nó lắp ráp thôi, có thể là ngày mai mở cửa thì nó lại xanh luôn thì cũng chừng đúng chưa. ATB thì mình đã nói anh chị có một cái điểm mua rất là đẹp ở vùng 28.6 nha, không xấu nha. CTG thì như thế nào, CTG thì mình nói anh chị là còn một cái điểm mua quanh vùng 46 đó, thì nói chung quanh vùng 46 đó thì vẫn còn một điểm mua quanh vùng đó. Thì chúng ta khi mà chúng ta mua mà tới cộng 3 về á thì mình phải quyết liệt, nếu trường hợp không có lãi thì chúng ta phải quyết liệt chúng ta thoát hàng. Chứ hiện tại là chúng ta mua xong rồi tới cộng 3 về nó lỗ, chúng ta lại ôm nó chồng lỗ, nó rất là khó anh chị. Khi mà đầu tư thì chúng ta phải chấp nhận, nếu mà trường hợp mà chúng ta bắt thì tới cộng 3 về, nếu mà không lãi thì chúng ta nên chốt, đó là như vậy anh chị ha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cái cổ phiếu MBB. MBB thì mình xem lại, mình không nhớ rõ cái ngày mà nó sẽ chia cổ tức đúng không? Đó, thì anh chị xem lại cái ngày mà nó chia cổ tức, nếu mà trường hợp mà nó kịp cái T cộng 3 thì chúng ta bắt đầu là chúng ta mua vào được, khi mà giá nó chạm vào cái vùng mà 38 là cái vùng chúng ta có thể bắt, mình 38 38.5 thì đây là vùng bắt được rồi. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu ở TTI thì mình review hai lần rồi đúng chưa, hai hai thì nói chung là về vùng 48x thì chúng ta bắt được nhé. Chúng ta không xấu. Ok, TP Bank thì mình đã nói rồi đúng chưa. Vinhome Vinhome thì hôm nay cũng sàn anh chị, nhưng mà con này ngày mai sàn bắt được, con này ngày mai sàn bắt quá đẹp anh chị. Những cổ phiếu này sợ, rất là sợ, mình đang lo là những cổ phiếu này ngày mai nó không sàn mà khi nó mở cửa nó xanh luôn đầu phiên. Nói chung là thị trường có thể ngày mai nó xanh luôn, nhưng mà nếu trường hợp ngày mai xanh thì nếu mình đã nói anh chị rồi là chúng ta nên có những nhịp chúng ta cơ cấu lại. Nếu trường hợp mà danh mục của chúng ta ôm quá nhiều midcap thì chúng ta sẽ nên cơ cấu lại qua những cái dòng thép, dòng ngân hàng, qua những cái cổ phiếu mà mình đã nói để mua trong video này, để cho anh chị nhanh, nếu trường hợp mình đang lỗ thì mình sẽ nhanh được về bờ hơn và mình sẽ có lãi nhanh hơn. Chứ mít cá thì nó sẽ không hồi phục nhiều bằng những cổ phiếu dòng VN30 đâu nha. Nếu mà trường hợp anh chị nào mà còn chưa biết cơ cấu thì có thể liên hệ mình, thì mình sẽ hỗ trợ anh chị qua tất cả cái phần mà phân tích và tư vấn của mình. Và nếu trường hợp anh chị mà còn phân tích về cổ phiếu nào cũng có liên hệ mình đều hỗ trợ anh chị hết, và mình đâu có lấy hoặc là thu phí của anh chị đâu. Mục đích thì cũng mong muốn là cho thị trường nó ngày một tốt đẹp hơn, và chúng ta sẽ đi cùng nhau có lãi, cùng nhau chiến thắng thị trường này. Chứ thị trường mà anh chị lưu ý á, là VN Index của chúng ta mà nó tăng á, thì chúng ta mua vùng nào cũng có lãi đúng chưa. Đó, nói chung là thị trường mà VN Index chúng ta nó tăng thì chúng ta mua ở vùng nào cũng có lãi hết. Nhưng mà thị trường mà nó giảm này chúng ta cũng đừng có nên mà hốt sạch quá, tại vì sao, chúng ta mua ở vùng nào chúng ta cũng lỗ anh chị, quan trọng lỗ ít hay lỗ nhiều thôi. Đó, thị trường bây giờ như vậy, ngay cả là nhiều khi những anh chị mà cứ mình bán xong rồi mình lại chờ nó sập thì rất là khó. Chúng ta cứ chờ, ví dụ như bán xong thì nó giảm hai phiên sàn, hai phiên này chúng ta cứ mua trước 30-40% đó, thì chúng ta cứ thấy thế nào nó trả hồi lên đó, rồi thị trường nào cũng phải hồi lên thôi, không có thị trường nào mà ngay cả anh chị có thể thấy không? Nay tất cả các room, các diễn đàn nó đều hô hào là ngày mai có thể là bắt được rồi. VN ngày mai mà nếu trường hợp mà xấu thì về vùng bao nhiêu à? Ngày mai về nói chung thì VN thì về vùng cái vùng mà 50,
1-1-4 nếu mà trường hợp mà xấu nhất thì nó cũng đi trong cái biên này thôi, là vùng 1-4-3-6 anh chị ạ. 1-4-3-6 thì nó cũng sẽ hồi lên thôi, nói chung không xấu, vẫn còn quanh các đường xu hướng là 50 đây. Nhưng mà việc mà nó đóng nến vol to như vậy thì mình đang thấy nó cũng cũng có dấu hiệu là gì ạ? Hơi xấu anh chị, nó hơi xấu, nhưng mà nó đã phát sàn giảm sàn hai phiên thì chắc chắn nó sẽ hồi, và chúng ta sẽ canh, chúng ta bắt lại thôi. Quan trọng là chúng ta bắt cổ phiếu nào để cho chúng ta đầu tư cho nó có lãi là được, chứ hiện nay thì chúng ta đang thấy là cũng rất là khó để nó giảm một mạch 3-4 phiên sàn, là cái chuyện đó là không thể. Ok, cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu trường hợp anh chị nào thấy hay thì có thể liên hệ em để mở tài khoản bên bên VS để em hỗ trợ anh chị về danh mục mua bán và quản trị rủi ro cho nó hiệu quả. Và nếu trường hợp anh chị nào mà cần cơ cấu và danh mục thì cũng có thể liên hệ em để em hỗ trợ anh chị. Và đừng quên là mình đăng ký kênh để nhận được những video của em mỗi ngày về việc phân tích thị trường. Và nếu trường hợp anh chị có anh chị em bạn bè mình thì có thể là share cho anh chị em bạn bè mình biết đến kênh của em, để cho chúng ta cùng nhau quản trị rủi ro, cùng nhau đầu tư và cùng nhau chiến thắng trên thị trường này nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, và chúc anh chị có một buổi tối thật là tuyệt vời ạ.